cao đủ. Một con cá chạch lấu khủng các bác ạ. Đã chưa? Các bác ơi, tiếp con cá bò đây này. Hôm nay đúng là ngày cá bò luôn đấy. Cái nước đục đục cái này hay có cá bò. Nước trong thì lại hay có cá chạch lấu. Trong với lại lúc ấy trời nó hơi nắng ấy, đi câu hay được chạch lấu lắm. Xem được con gì đây. Kéo căng lắm các bác ơi. Rồi, em lại thấy con cá bò nữa. Đúng ngày cá bò các bác ạ. Đi câu hay được cá bò. Cái này có kéo rồi các bác ơi. Có kéo ở bờ rồi. Không ổn rồi, em phải xuống rồi. Đừng bảo là không được nhé. Ôi đồ của các bác ơi. Một con chạch lấu. Kéo ác quá. Đây chính là con chạch lấu của chúng ta đây. Chạch lấu đầu tiên trong ngày hôm nay các bác ạ. Trời nó hơi rét. Xuống nước nó lạnh lắm các bác ơi.
mãi mới được một con trạch lấu. Đây là chỗ rồi, một con cá bò, con này bé quá. Tiếp tục các bác ơi, tiếp tục được một con nữa, một con cá bò nữa. Có cây nó che khuất rồi, ui bị cắm rồi các bác ơi. Có cắm nhất lắm. Đây nha các bác, được con cá nhưng mà nó cắm đầu quá các bác ạ. Tiếp một con nữa này, và con này nó vừa mới đẻ hôm qua xong, con cá bò. Mong quả này không bị cắm nữa, bị một cái là đủ đau lắm rồi các bác ạ. Đây nha, con này bé tí, kéo dây cước thẳng lắm. Đấy, biết ngay mà. Một con cá bò nữa, nó như sắp tuột luôn đấy. Đây nhé, cái này có được không đây? Ui, một con nữa này, tuyệt vời các bác ơi, được liên tục luôn đấy, cứ một mũi câu là được một con, cảm giác nó phê quá.
con này ăn sâu thật đấy, nó ăn gần đến bụng rồi. Đây các bác, con này là khá là to. Nói chung là cứ tầm loại cá như thế này là đẹp rồi. Nó đừng bé quá nó lại không có công. Cái này lại kéo rồi các bác ơi. Ủa, được rồi, mình sẽ kéo rồi. Một con cá bò nữa này. Hôm nay đúng là ngày của cá bò luôn đấy. Tiếp tục một con này. Đây. Vẫn chưa hết câu đâu các bác ạ. Còn khoảng 20 mũi câu nữa. Lại kéo rồi các bác ạ. Cá đù. Một con cá trạch lấu khủng các bác ơi. Đã chưa? Phải quá các bác ạ. Đến gần gần cho các bác xem. Đây nhá. Úi dồi, cắm đập à, em phải tiêu diệt cái con này đã. Con này vẫn chưa là ngày trước em câu được một con tầm 4 lạng ấy. Bỏ lắm con ấy, nhấc lên em giật mình, nhưng mà con này còn bé. Cứ phải đập như thế thì em mới lấy được. Rồi. Giờ nó chỉ động đậy được một bị cắm luôn này. Nó cũng nhiều gai quá. Chưa được. Con này nó ăn sâu lắm các bác ơi. Em vẫn chưa thấy cái câu móc câu của em ở đâu cả.
mà sầu quá. Đây nha các bác, tuyệt vời luôn. Đấy, kéo các bác ơi. Em xem có lấy được lên không nào. Tình hình là lại không ổn rồi. Đấy, kéo ác quá. Không biết đây có sâu không nữa. Thôi sâu lắm. Em đang đứng trên cái cây. Không chắc không. Em bị thụt xuống mình dưới. Em thề là em vừa mới sờ vào con cá luôn. Nó ngoáy bên dưới ấy, ngoáy động vào chân em ấy. Và bây giờ là bị đứt câu. Không còn gì để nói nữa. Con này là con trạch lấu, em thấy nó nguấy cái kiểu đấy là em biết không? Nó cũng bé bé đâu, không to lắm đâu các bác ạ. Không to bằng con vừa nãy. Tiếp thật đấy nhá. Bây giờ không có móc đâu rồi, nó chạy mất rồi. Em không kéo căng mấy đâu mà, nhưng mà không biết làm sao nó tuột được. Thế là phải thu cái câu rồi đi. Không có gì để nói nha. Tiếc quá. Em lại thích kéo vào các bác ơi. Kéo vào trong này rồi. Quả này lấy từ từ thôi, không tí nó tuột đi tiếc lắm. Quá các bạn ạ. Tiếp một con trạch lấu nữa các bạn ơi. Hồi nãy không chạy con kia phải tốt đâu.
một con nữa nha các bác. Em nghĩ con vừa nãy cũng tầm tầm này đấy. Thấy nó khuấy nước ở bên dưới, nó chạm vào chân em à. Mất công chui xuống bao nhiêu lạnh, cuối cùng nó chạy mất. Cái này nó ăn kiểu gì mà sao không tìm thấy câu nhỉ? À, nó móc ngay ở đầu luôn các bạn ạ. Suýt nữa thì chạy ấy. Suýt nữa thì em nó thì thoát được. Ba con trạch lấu rồi các bác ơi. Tính ra là 4 con rồi, phí quá. Thực sự là quá tiếc luôn các bác ơi. Các bác không biết sao chứ em tiếc lắm.